Hôm nay Tuấn làm một cái video clip chia sẻ mọi người, cái này là phần 2 nha mọi người. Tại vì năm 2024 á, thì Shimano á, là nhất là sên của phần Shimano nó có cải tiến cái phần mà sên chống hàng giả đó. Thì năm vừa rồi Tuấn có post một cái bài video clip là chia sẻ cho mọi người cách phân biệt sên Shimano thật và giả. Thì năm nay Shimano nó có thêm một cái cải tiến nữa, cái cải tiến này rất là quan trọng nha. Thì mọi người hãy đón xem video nha. Rồi bây giờ Tuấn xin phép bắt đầu nha mọi người ơi. Tại sao mình phải thường xuyên mình kiểm tra cộng sên, nhất là trên 6 tháng thì tại sao mình phải kiểm tra sợi sên? Nếu mà một sợi sên mà mọi người đưa vô giày mà mọi người thấy mà nó cái đà này mọi người đo như thế này mà nó lọt vô vậy mọi người, nó lọt vô sâu như vậy ha, một cạnh bên đây mình để vô đây còn cạnh đây mà nó lọt vô sâu như vậy thì nghĩa là sên mình nó đã quá giãn. Mà nó quá giãn á, thì mình chạy nó ôm vô cái răng dĩa như thế này mọi người, nó nằm sâu vô cái răng dĩa, nó sẽ phá hư cái răng dĩa, nó sẽ nhọn cái răng dĩa lên nhanh thì nó sẽ làm cho hư cái răng dĩa. Mà lúc đó thì mình thay cái dĩa thì mất rất là mắc, một cặp dĩa là có thể là vài triệu. Rồi đồng thời nó sẽ phá luôn cái răng liếp, nó nhọn lên. Rồi mình gán mình đạp á, lúc đó mình thay sên á, thì nó sẽ bị tình trạng gọi là nó bị sặc. Nó sặc là mọi người đạp một hồi mọi người nghe nó kêu cách 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 cách, nghĩa là nó bị cái liếp của mọi người nó bị nhọn nhiều quá, nó sẽ bị tình trạng sặc. Nên là khi mà cộng sên của mình nó giãn thì mình nên thay cộng sên để mình bảo vệ cái răng dĩa. Nếu mà một cộng sên mới thì nó ôm, nó nằm trên răng dĩa như thế này mọi người. Đây, nó nằm trên răng dĩa như thế này, nó ôm mà mình đạp nó rất là bót ha. Nó còn nằm trên răng dĩa nè, mọi người thấy cái mức level nè ha, nó không đụng nha mọi người ha. Còn nếu mà khi mà nó giãn nó ăn sâu vô là nó phá nhọn cái răng lên đó. Thì sên thì nó không có bao nhiêu tiền, nên là nếu mà nó giãn thì mình nên thay nha mọi người, chứ mình cứ đạp tận dụng mình đạp thì là nó sẽ phá hư răng dĩa hết. Rồi bây giờ mọi người đón xem. Rồi mọi người ơi, bây giờ như thế này mọi người, thì cái thùng này Tuấn mới vừa nhận được bưu điện bên Nhật mới vừa gửi về, thì rất là nhiều sên. Trong đây có sên toàn là sên Shimano chính hãng, thì có sên là Durac 12 này là chạy vòng 12 clip đó nha mọi người, là những cái rúp Shimano hoặc là những cái rúp đời mới bây giờ chạy 12 là clip mỏng á, thì sên này sên mỏng mà nó rất là bền nha mọi người. Sên này là dòng Durac 12S. Rồi đây thì sên Shimano Durac 11S. Rồi tiếp theo á, ở đây thì mọi người thấy có sên, đây mọi người thấy HG601 11S, sên HG601 này là sên R7000 nha mọi người. Rồi bây giờ tính vô ha, vô chi tiết. Rồi ngoài ra có sên 12 luôn, sên 12 Shimano chính hãng này là M6001, loại Shimano chính hãng, sên 12, dòng sên mỏng. Rồi bây giờ tính chia sẻ mọi người ha. Mọi người để ý như thế này, bây giờ Tuấn đầu tiên Tuấn sẽ đi trước một cái dòng sên HG601. Đây mọi người, dòng này thì dòng tầm khá của Shimano. Nói chung là dòng HG601 R7000 là ngon á. Còn ngoài ra số anh em mới chạy sên Tiara rồi sên thấp nữa nha mọi người. Sên HG601 này là dòng 105 R7000. Nó là 116 mắt. Thì Tuấn sẽ khui ra ha, rồi cho mọi người xem như nào luôn. Đây thì dòng R7000 thì hộp đồ cũng vậy, nó sẽ không có cái phần khóa gọi là Mastalin nha mọi người. Chỉ có dòng R8000 thì nó sẽ có cái khóa Mastalin. Mastalin là như thế nào? Mastalin, cái khóa Mastalin là cái này, Shimano chính hãng, khóa Durac nha mọi người. Thì khóa Durac là trên cái mắt sên này á, nó có ghi chữ Shimano. Thì có cái nó này nó ghi 11S, còn sên 12 thì nó ghi là 12S, mọi người nhớ coi chừng lộn ha. Thì chỗ này nó có ghi nè, chỗ ngay đây nó ghi chẳng hạn như 901 hoặc là 900, thì cái đó là dòng Durac nha mọi người, là một khóa sên xịn đó. Rồi một cái khóa sên xịn Shimano chính hãng như thế này thì hiện nay thì bán anh em bán khoảng 130 cho tới 140 một cái khóa sên xịn như thế này. Thì bên Tuấn có bán khóa sên xịn này nha. Khóa sên xịn này của Shimano bên Tuấn bán một khóa là 100 ngàn.
Rồi bây giờ cổng xanh xịn Shimano, bây giờ tính khui ra một cái sợ để phân biệt mọi cho mọi người phân biệt nhất là dòng R7000HG601. Rồi sợi sên xịn đầu tiên mọi người như thế này ha. Đầu tiên á, thì sợi Shimano xịn thì mọi người cầm thì nó nặng nha. Sợi này thì 116 mắt thì nó nặng trên 200g á. Là đầu tiên là thép nó là tốt, nó nặng trên 200g. Còn ba cái hàng mà Lazada đồ bán á, là nó rất là nhẹ nha mọi người. Nó làm thép rất là nhẹ. Rồi bắt đầu bây giờ mình vô quy cách nè. Nếu mà mình mua hàng hộp á thì mọi người để ý giúp Tấn á, là nó phải có mã code series đầy đủ ha. Thì bên ngoài dòng sên nó là HG601 hay 701 của Utecra thì nó chỉ có hai gạch thôi nha mọi người. Còn dòng Durac á thì vây cá nó ba gạch màu vàng. Cái phần mà vây cá nè, nó ba gạch màu vàng là dòng Durac, thì Tấn có chia sẻ với mọi người là phần 1 rồi ha. Còn phần sên Utecra hay là R7000 á thì nó có hai vây cá ha màu bạc nha. Rồi sợi dây sên xịn thì mọi người thấy công nghệ chống hàng giả của năm 2024 Shimano nó sẽ có cải tiến như thế này. Ngoài những cái mà Tấn đã trình bày ở phần 1 như là sợi sên xịn á, thì mình cầm là nó nặng. Cái thứ hai nữa là một mặt có chữ thôi và một mặt thì nó không có chữ nha mọi người. Cái mặt bên đây nó sẽ không có chữ. Rồi mọi người xem tiếp ha. Rồi cái trên chẳng hạn như sên HG601 thì trên sợi sên này nó sẽ có ghi chữ một mắt á, là via dây banh. Còn một mắt tiếp theo thì nó sẽ ghi là trong đó Shimano HG601. Sợi sên 601 thì trên đây nó có ghi HG601 nha mọi người. Rồi tiếp theo nữa là mọi người thấy một sợi sên xịn á, thì cái dòng mà R7000 chở xuống á thì họ sẽ Shimano họ không có làm cái Matalin, thì họ có cái này gọi là cái pin hay là cái đột á mọi người. Mọi người coi ha, có cái đột này. Cái đột này á, là để mình nối sên lại. Mình nối sên lại thì cái đột của nó nguyên thủy ở ngoài nó như thế này. Tính đưa cho mọi người coi. Đây cái đột nó như thế này mọi người ha. Cái đột nó như thế này của Shimano nè. Đó, một cái đột của Shimano vậy là khoảng 100.000 nha mọi người. Thì khi mà mình khóa sên lại thì cái phần này nó văng ra, thì hai cái này có hai cái gờ nè, mọi người thấy hai bên có hai cái gờ, nó sẽ giữ cái mắt sên lại. Thì chỉ là có đột một lần hoặc một là xài thôi nha mọi người. Khi mà mọi người đột ra rồi gắn lại á thì là không nên nha. Tại vì lúc đó cái phần á, mọi người thấy mỗi lần mà mình cạo sên á, mỗi lần mà mình dùng cái cạo sên nè, mình cạo sên thì cái phần khóa của cái sên này nó bị văng ra, nó sẽ còn chân lùi à. Chỗ cái phần mà cái đột á thì là mình đẩy vô lại nữa thì nó sẽ không có chức năng nó giữ sên nữa nha mọi người. Mọi người chạy vậy là nó sẽ xeo, nó nại sên ra là nó tuột, nó đứt sên. Thì bên Tấn có nhiều anh em là xài lại cái khóa sên mà nối kiểu mà cái đột của mắt nè. Thì nhiều anh bị té mà gãy xương là có nhiều anh lắm nha mọi người. Mọi người nên là cái đột xài một lần, lần sau thì mình phải xài cái khóa gọi là cái Matalin. Mình khóa lại nha mọi người. Thì lúc đầu mình mua sợi sên á thì hãng họ cho một cái đột vậy thôi. Còn dòng mà mọi người mua dòng cao cấp á, dòng mà cỡ như dòng Durac trở lên á, là dòng Durac ha, là nó có một cái khóa sên Matalin kèm theo luôn. Nè mọi người thấy ha, nó có một cái khóa sên Matalin kèm theo luôn nha mọi người. Còn sên mà dòng HG R7000 á thì trên đây mọi người thấy nó không có ghi, không có cái Matalin ghi trên hộp ha, là nó chỉ cho một cái đột thôi. Đó, nó cho một cái đột như thế này nè mọi người. Mình đột vô là nó giữ khóa sên lại, mà lần thứ hai là mình không nên xài lại cái đột này nha. Chẳng hạn như mình mà cắt sên, mình nối sên mà xài lại cái đột này là rất là nguy hiểm. Tấn khuyến cáo anh chị em luôn là mình bỏ luôn, không có xài cái đột lại lần thứ hai. Và cái mà lần thứ hai trở đi là mình phải chuyển qua sang xài cái khóa Matalin nha mọi người. Rồi sợi sên bên đây Tấn có bán nha. Bên đây Tấn về thì đầy đủ hết. Thì đó, Tấn chỉ mọi người cách phân biệt sên thiệt, sên giả như thế. Cái quan trọng là năm 2024 á, là cái Shimano mà nó cải tiến á, là mọi người nhìn nè. Trên cái sên thật á, là mọi người thấy nó có giác vuông nha mọi người. Nó giác vuông cái góc chỗ cái từng mắt sên nè. Còn nếu mà sên giả là nó bo tròn luôn nha mọi người. Nó bo tròn luôn chỗ cái mắt này nè, nó bo tròn, nó không có giác góc nha. Là cái đó là quan trọng của sên thật và sên giả. Rồi mọi người coi cái dòng á, Durac á, thì họ cũng có giác góc nè ha mọi người. Đó, có giác cạnh ha.
thì những cái dòng á, chẳng hạn như M6001 mọi người nhìn đây đây ha, họ cũng giác góc vuông ha, thì đó là phân biệt là năm 2024 là Shimano nó cải tiến cái mắt sên này là nó giác vuông góc, còn những cái dòng mà sên nhái sên giả là nó bo tròn luôn ha. Rồi bây giờ tính chốt lại một sợi sên thật là thứ nhất là nó nặng, thứ hai là chỉ có mặt một mặt có chữ và một mặt không có chữ, cái thứ ba là cái cạnh á, mọi người thấy nó giác góc vuông nha đó, và cái thứ tư á là trên cái mắt Shimano, chẳng hạn như sên mình mua là sên 901 thì trên mắt của nó là một mắt là J-Ban, một mắt là Shimano 901, còn HG61 thì nó sẽ một mắt J-Ban, một mắt là HG61. Rồi phần tiếp theo nữa là tính chia sẻ với mọi người, nếu mọi người mà đi á 11S thì mọi người chạy sên 12 là vẫn được nha, sên 12 mà gắn vô 11 là chạy bao im luôn, rồi gắn vô sên 10 thì chạy cũng rất là im. Chẳng hạn mọi người xài 10S thì mọi người chạy sên 11, sên 12 đều được, nhưng mà mọi người xài 11S mà gắn sên 10 là không được nha. Sên 10 là tại vì nó dày mà đi cái gắn vô clip 11 thì nó sẽ không có đủ vô, rớt vô cái clip thì nó bị sạc à, có vậy thôi. Nếu mà mọi người đi 10 mà mọi người mua sên 11 thì không vấn đề gì hết, chạy rất là im. Rồi còn nếu mà mọi người mà đi clip 11 mà mua sên 10 thì mới đáng ngại. Rồi tính chia sẻ mọi người vậy thì hôm nay sên nó lên giá nhẹ nha mọi người. Sên Shimano Durac 12S thì bên Tấn bán là 1.450.000, hàng hợp chính hãng, có mã code, mã vạch, và bên Tấn bán thì bao giờ cũng có bảo hành ha. Sên Shimano bên Tấn bán mà mọi người đạp mà nói chừng 5-6 tháng mà giãn thì Tấn sẽ đền sợi mới luôn nha. Có những anh mua sên KMC qua Tấn mới có 4 tháng là nó giãn hả mút chỉ luôn, là mấy ảnh thấy hơi bị bất ngờ nha mọi người. Thì đối với dòng sên KMC là Tấn hồi xưa giờ Tấn không bao giờ mà xài sên KMC nha. Rồi cái thứ hai, nếu mà sên Durac Shimano 11S thì hôm nay là 1.280.000, năm vừa rồi Tấn bán sợ Durac 11S là 1.250.000, thì năm nay nó thêm lên 30.000 nha mọi người, 1.280.000 cho sên Durac 11S. Và sợi dây sên HG601 là sên R7000 á, thì Tấn bán á, là hàng hộp á là 800.000, còn mọi người mua hàng không hộp là hàng như thế này mọi người, đây hàng không hộp là nó y như hàng hộp luôn, không khác gì hết, nó không khác gì hàng hộp hết, thì Tấn nhập trực tiếp trên bên Nhật về thì nó như thế này, nó cũng 116 mắt luôn, không khác gì hàng hộp. Tấn cũng bảo hành cho mọi người đạp mà 6 tháng mà giãn thì là Tấn đền sợi mới nha. Thì hàng không hợp thì Tấn bán 650.000, sợi sên HG601 R7000 Shimano chính hãng 11S thì Tấn bán là 650.000, có cái đột đầy đủ, mọi người về chỉ cần đột vô là ngon lành ha. Rồi mọi người muốn mua thêm khóa Durac rồi thì Tấn vẫn có nha. Rồi tiếp theo thì sợi sên M601 là sên 12. Sên 12 này năm rồi tới nay thì Tấn bán anh em xe đạp mua chạy rất nhiều, chắc anh em xe đạp là tới nay chắc cũng còn chưa giãn đâu. Thì sên M6001 là sên 12 này hôm nay Tấn bán là 600.000 một sợi nha mọi người. Sợi sên này đặc biệt là có khóa Shimano Durac chính hãng theo sợi sên luôn, thì sợi sên này là cũng 116 mắt nha mọi người. Rồi mọi người có muốn mua sên Shimano thật thì liên hệ bên Tấn ha. Tấn cảm ơn mọi người xem video. Mọi người quan tâm thì inbox Zalo cho Tấn, số điện thoại 0908 228 222. Tấn cảm ơn mọi người xem video nha. Tấn hẹn mọi người ở video tiếp theo. Rồi xin chào tất cả mọi người.